quý khách chị Nhàn Kim Anh Thảo à. Trưa nay là em có lộc ở quận 5 nha, có chị anh chị qua sắm nguyên một bộ nữ trang để tặng nè. Đây chị anh qua lựa bên em là 5 bộ xi men nha, 5 bộ xi men, một bộ đá tô ba, em quay gần đây cho khách mình coi nè, 5 bộ xi men, một bộ đá tô ba đỏ mẫu hoa nha, kiềng nè, 3 sợi dây liền mặt, một sợi dây ép bính với hai cái lắc. Đây lắc toàn tem Bandura, bên mọc bên em cực kỳ cưng luôn, toàn tem đủ món luôn nè, giỏ sách nè, chiếc guốc bi đây, hai cái lắc quá trời cưng luôn. Một cái nè hai, còn cái này là có dạng ổ khóa, bên em là lắc cái này có tăng đơ nữa nha, mình đeo gọng chật gì thâu ra thâu vô cũng dễ nữa đó. Dạng dây là dạng dây sóng lá, mắt máy sáng cực kỳ luôn. Rồi đây kiềng, kiềng dẻo này, kiềng này là kiềng dẻo nha, có khung cát kiểu chà neo nữa nè, mặt đá tô ba đá cao cấp. Đây đi bộ là cái mặt, cái nhẫn với đôi bông quá trời sang luôn quý khách nè. Chị lựa thêm một cái mặt dây chuyền mẫu Ý, đây sàn nhân tạo, đây là mẫu Ý nha, xi trắng luôn, bên em là xi nước Ý á, đeo sáng bền nữa, đơn giản mà nhìn sang cực kỳ. Đôi bông chà neo này có hoa nha, bông bật chà neo full tắm luôn, có hoa trên nè, đeo đi tiệc tùng đồ sang hết luôn. Chị lựa thêm một cái dây ép bính, đây dây ép bính, dây 2, 4, 6, 8 bính nha. Dây ép bính này mình đeo cũng dạng giả kiềng nè. Thêm 3 sợi dây nữa, một sợi dây bi hoa. Bi này dạng bi đại nha, bi hoa. Thêm một bi nhỏ đeo thường ngày nữa, dạng hoa cúc nè. Đó. Hộp này hộp ba gớp nha, viền hộp ba gớp. Thêm một dạng bi, bi nhẹ đeo thường. Coi mặt đây là mặt kim cương móc máy, đeo nhẹ nhàng quá trời đẹp luôn. Chị anh là gửi đi Hawaii đó chị, chị gửi đi Hawaii tặng người thân nha, tổng nguyên một bộ nữ trang này của chị anh là quá trời món luôn, tổng nguyên bộ này là 222.400.000. Em gửi chị anh hóa đơn nha. Em cảm ơn chị anh đã tin tưởng ủng hộ tiệm em nha. Chúc chị thật nhiều sức khỏe ha. Rồi cái này. Dạ em quay, khi mà em gửi em quay lại cho chị coi. Dạ. Dạ. Dạ em kính chào quý khách tiệm vàng Kim Anh Thảo nha. Chiều hôm nay em có anh Huế anh qua sắm một cái mặt dây chuyền nha, cực kỳ sang luôn. Bữa là anh qua sắm một sợi dây rồi nè. Đây, dây Hồng Kông ống rồng nha bên em nha. Nay anh qua lựa một cái mặt rồng luôn. Mẫu nổi 5D nha, viền những hàng tắm nhẹ nè. Bên dưới rồng là một dạng lưới. Đó, dạng lưới có chữ vàng luôn. Nó chữ vàng là đeo may mắn nè. Rồng đây rồng nổi lên luôn. Sắc sảo ghê luôn nè. Có ngậm ngọc đỏ nha. Cái mặt dây chuyền này của anh là 28 nha. Quá trời đẹp luôn á. Em lấy cho anh luôn ha. Bên đầu hoặc bên ngoài cũng là hai chiếc hết kia nè. Cực kỳ xuất sắc luôn á. Ống rồng nè, đi bộ với mặt dây chuyền luôn. Anh cho em để này chứ. Quá trời đẹp luôn. Chị giá cái mặt dây chuyền này của anh là 97.600.000 ha. Em để anh hóa đơn. Cảm ơn anh nhiều. Chị Lê. Em xin kính chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo ạ. Trưa hôm nay là Kim Thành Thảo có lộc của cô Loan và anh Long ha. Hai mẹ con của cô ở Vĩnh Lộc ha quý khách ha. Hôm nay là đến ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo là cái kiềng và dây vàng cưới, cặp nhẫn cưới. Đây bây giờ em sẽ giới thiệu từng sản phẩm cho quý khách xem ha. Đầu tiên là cái vòng cái kiềng, cái kiềng vàng 24K. Rất là đẹp. Kiềng này là dưỡng sóng nha quý khách nha. Chạm hoa mai may mắn hả? Rất là đẹp. Cái kiềng này là bông hai chỉ nha quý khách. Xuất sắc ha. Nhà em có hai mẫu chạm ha, một mẫu là hoa mai, một mẫu là lông phụ. Có loại kiềng tròn nè, kiềng dẹp và dẫn sóng. Như cái này là dẫn sóng nha quý khách nha. Uốn lượn nè. Đó, rất là đẹp. Sang ha, hai chỉ làm nên cái kiềng rất là đẹp luôn. Tiếp theo là một cái sợi dây đầu cắt. Dây này là vàng 18K nha quý khách nha, dây liền mặt hoa hộc đỏ. Quá xuất sắc luôn quý khách, nhìn rất là hay luôn ha. Cái này cô dâu mà đeo lên là rất là nổi bật luôn. Đẹp,
cái này là có thể đeo ngày cưới được nè, rồi sau này có thể là đeo đi tiệc, đeo đi tiệc rồi vẫn được ha, đeo hoài được hoài. Đây là đôi bông riêng của cô đeo hàng ngày, một hộp đỏ viền tắm dễ thương ha. Cái này đeo hàng ngày của cô ha, nhẹ nhẹ xinh kìa. Và siêu phẩm cuối cùng là một cặp nhẫn cưới huyền ương. Đợt này là em về một lô hàng nhẫn cưới rất là đẹp ha, mấy trăm cặp, đủ mẫu mã luôn. Đây à, dao động từ có khoảng 80.000 trở lên ha, một cặp nhẫn cưới cho quý khách nha. Này, nhẫn cưới thì có thể chỉnh theo size ni tay của quý khách được hết ha. Rồi, và cuối cùng là một chiếc nhẫn tròn trơn một chỉ, nhẫn khâu của quý khách, gọi là nhẫn khâu ha. Rồi, cái này hồi nãy là con bé nhân viên đó là hướng dẫn của cách mở rồi đúng không? Rồi, để con gói lại cẩn thận cho cô ha. Con rất là cảm ơn cô và anh ạ. Cảm ơn hai mẹ con hôm nay đã đến ủng hộ tiệm con nha. Dạ, em kính chào quý khách ạ. À, chiều hôm nay em có anh Nam qua sắm nữ trang nè. Anh Nam ở đâu ạ? Bên tên người tư quý. Tên người tư quý của phòng mình luôn ha. Anh Nam qua lựa một cái lắc hàng rào nha, với một cái mẫu nhẫn. Đây, anh lựa một cái mẫu nhẫn giả sàn nha. Đây, hộp trụ của giả sàn thiên tạo, đeo cực kỳ sáng. Mẫu này là mẫu đúc. Trọng lượng của cái nhẫn này của anh là gần một lượng một chỉ 6. Đa trơn là đeo đơn giản. Đây, anh còn đeo luôn không em đeo cho. Đeo món nào? Ngón giữa. Ngón giữa là tấn tài tấn lộc luôn nè. Đeo là may mắn tiền vô là qua tiệm em sắm thêm nha. Anh còn lựa thêm một cái lắc hàng rào. Đây, lắc hàng rào thật trơn luôn. Móc máy vàng, móc máy sọc nha. Trọng lượng cái lắc này của anh là gần 7 chỉ. Đó, khóa này là khóa hộp nè, đeo cực kỳ chắc luôn. Có thêm một cái khóa dự phòng nữa nè. Đơn giản mà nhìn đẹp ha. Chuyên bộ nữ trang này của anh là 28.700. Rồi em gửi anh hóa đơn, cảm ơn anh nhiều ạ. Chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo. Tối hôm nay là Kim Thành Thảo có lọc của hai vợ chồng anh Quang. Hôm nay là hai anh chị ghé ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo là một sợi dây và một cái mặt dây chuyền ha quý khách ha. Đây ạ. À, mẫu hôm nay mà anh chị chọn là dây công. Cái này là công khít nha quý khách nha. Mẫu rất là chất lượng ha. Công khít nối ống trúc ạ. À, cái này là ống trúc cắt máy ha. Cái sợi dây này cái form nó là 3 lượng quý khách. Rất là nặng tay. Đẹp chưa? Sợi dây 3 lượng ha. Cái này là 6 tấc trồng đầu luôn ạ. À, tiếp theo là một cái siêu phẩm là mặt dây chuyền. Cái mặt dây chuyền này là hàng mới vừa mới đặt về nha quý khách nha. Rất là đẹp. Mặt này là lông phụng ha. Đây quý khách có thấy rõ không? Hình con phụng nè. Đây hình rồng ạ. Lông phụng xum vầy ha. Nằm trên nền chữ nhật cái tấm ạ. Viền nó có giác lưới rô đê ha. Cái thành rất là đẹp luôn. Cái form mặt dây chuyền này là 7 chỉ hơn ạ. Gần 8 chỉ. Xuất sắc. Dây với mặt tổng trọng lượng là 3 lượng 7 hơn. Có giá trị là 129.480.000 ha quý khách ha. Rồi, cái này anh đeo luôn không anh Quang? Dạ dạ em biết rồi. Rồi em cảm ơn anh nhiều ạ. Cảm ơn anh hôm nay đã đến ủng hộ tiệm em nha. Cái này mua đây luôn. Dạ em kính chào quý khách tiệm vàng Kim Anh Thảo nha. Sáng hôm nay là em có anh Khoa qua sắm một sợi dây nè. Anh Khoa ở đâu ạ? Tân Phú. Ở quận mình luôn hả? Anh Khoa ở quận mình luôn. Anh Khoa lựa một sợi dây khoen lật trơn nha. Đeo đơn giản mà sang à. Đây dây khoen lật trơn. Khóa này là khóa hộp luôn nha quý khách. Khóa hộp mình đeo nó chắc chắn nữa. Ngay khóa bên em là có móc máy nè, mình gỡ ra gỡ vô chạy cũng khó thấy. Này, cực kỳ chắc luôn. Có hai khóa nè. Khi nào anh mở anh ấn xuống gì nha. Trọng lượng sợi dây này của anh là gần 9 chỉ. Quá trời sang, anh đeo luôn không? Em đeo luôn cho anh nha. Quá trời đẹp, đeo đơn giản nữa, lựa thêm cái mặt đeo cũng được. Trị giá sợi dây này của anh là 31 triệu ha. Em gửi anh hóa đơn rồi, cảm ơn anh nhiều ạ. Chị đâu rồi, chị đi ra ngoài nè. Vậy là vừa, đeo luôn không? Đây để học.